chương trình. Còn bây giờ là tin nóng mà chị Tuyết Anh vừa cập nhật. Thêm vụ việc đau lòng, hai cháu bé bị sét đánh tử vong khi đang ngủ trên láng nương. Đưa cả phương tiện cơ giới vào triệt hạ cây rừng, 7 đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Quốc phải trả giá. Sau các trận mưa kỷ lục, đường phố biến thành sông, người dân bất lực, hễ mưa là ngập, nhiều tình huống bi hài xảy ra. Một số nước trên thế giới tìm được giải pháp hiệu quả chống ngập lụt. Thưa quý khán giả,